Ngày 27 tháng 2, gia đình các nạn nhân đã tổ chức đám tang cho bà Ma Huyền, 40 tuổi, và chị gái là bà Bơ Trâm Nai Đơn, 50 tuổi, sau khi bị sát hại tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Trước đó, chiều tối ngày 26 tháng 2, khi đang ở khu nuôi bò của gia đình thì bà Ma Huyền xảy ra mâu thuẫn với chồng là Nai Y Tá, 38 tuổi. Tại đây, Nai Y Tá cho rằng vợ mình bán phân bò nhưng không đưa tiền cho tá tiêu xài nên lấy gậy đánh vợ. Sau khi phát hiện vụ việc, mọi người trong gia đình bà Ma Huyền cách đó khoảng 100 mét chạy vào can ngăn thì tiếp tục bị tá tấn công ngay khu vực nuôi nhốt trâu bò của gia đình. Hậu quả khiến bà Ma Huyền và bà Bơ Trâm Nai Đơn, chị vợ tá, tử vong. Hai người khác bị thương nặng gồm ông Gia Tạo, 73 tuổi, bố vợ, và bà Ca Nhào, 70 tuổi, mẹ vợ của tá, đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Sau khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ hung thủ gây án và khám nghiệm hiện trường vụ việc.